Tin mừng theo Thánh Gioan. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Mở cửa. Họa sĩ Holman Hunt sau khi vẽ xong bức tranh Đức Giêsu đang gõ cửa một ngôi nhà nhỏ, đã mời bạn bè đến góp ý xem có sai sót gì không. Thấy bức họa, các bạn trầm trồ khen ngợi và không thấy có gì sai. Ông Hunt cứ thúc giục các bạn xem kỹ lại. Cuối cùng một họa sĩ còn trẻ lên tiếng rằng: Thưa Ngài, tôi thấy có một lỗi sai trên bức họa. Ngài đã quên không vẽ tay cầm hay ổ khóa nơi cánh cửa. Họa sĩ Hunt đáp: Này bạn, khi Đức Giêsu gõ cửa nhà bạn, thì cánh cửa phải được mở từ bên trong. Vì yêu thương nhân loại, con Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc con người. Thiên Chúa muốn cứu rỗi mọi người, nhưng người không ép ai vào thiên đàng trái với ý muốn của người ấy. Thánh Sylvester thứ nhất giáo hoàng là một mẫu gương trong việc đón nhận và để cho Thiên Chúa biến đổi. Suốt 22 năm cai quản hội thánh, thánh nhân đã mang đến cho hội thánh một làn gió tươi mới. Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn khô cứng của con để con biết mở rộng tâm hồn đón Chúa ngự vào. Amen.